Độc lạ Triều Tiên, những thành phố giả sát biên giới Hàn Quốc. Triều Tiên là đất nước vô cùng khép kín, có thể nói là khép kín nhất thế giới. Điều đó khiến người ta rất tò mò về những gì xảy ra bên trong quốc gia này. Tuy nhiên, vẫn có những thông tin lọt ra ngoài như luật cấm cười trong thời gian tưởng niệm ngày mất của cố chủ tịch Kim Jong-il. Luật cấm mặc quần jean vì trang phục này được xem như biểu tượng của người phương Tây. Ở Triều Tiên, người dân có thể sử dụng máy tính, nhưng chỉ có thể truy cập vào mạng nội bộ. Tất cả các trang web quốc tế đều bị cấm. Còn có cả luật một người phạm tội, cả nhà đi tù, và người dân cũng như du khách ở Triều Tiên không được phép thảo luận về chính phủ. Còn một điều nữa rất thú vị, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đó là vào những năm 1950, Triều Tiên cho xây dựng thành phố Gyeongdong, còn gọi là làng Hòa Bình, ngay tại khu phi quân sự DMG ở biên giới với Hàn Quốc. Thành phố này do quân đội quản lý. Chính phủ Triều Tiên cho biết, nơi này bao gồm nhiều khu tập thể với 200 gia đình, trường học và bệnh viện. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, tiếng quốc ca và các bài hát tuyên truyền luôn vang vẳng khắp nơi. Nhưng mà, người ta đã phát hiện ra đây hoàn toàn là một thành phố trống rỗng. Các tòa nhà không có cửa sổ, nội thất hay người ở. Chúng được ngụy trang hoành tráng để tạo cảm giác thịnh vượng giả cho thế giới bên ngoài xem, nhằm đánh lừa các nhà quan sát quốc tế và các nước láng giềng. Gyeongdong nằm cách thành phố Gyeongsang của Triều Tiên chỉ 10 km. Ngôi làng là những tòa nhà được xây dựng làm nơi ký kết thỏa thuận đình chiến, nay gọi là Bảo tàng Hòa bình Triều Tiên do Bình Nhưỡng quản lý. Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dựng nên thành phố nhỏ này với tất cả những hình ảnh hào nhoáng, âm nhạc reo vang từ loa phóng thanh. Một vùng quê yên bình với đất canh tác nông nghiệp và cột cờ cao vút là nhằm thuyết phục những người Hàn Quốc đào tẩu rằng đó thật là một thành phố tốt đẹp và đáng sống. Các tòa nhà thật sự chỉ như những chiếc vỏ bê tông, không có nội thất bên trong. Đèn điện hoạt động theo bộ đếm thời gian tự động và những người duy nhất trong tầm mắt là công nhân bảo trì quét đường để tạo cảm giác về cuộc sống trong làng. Thi thoảng sẽ có một số người đến làng nhưng không rõ là dân thường hay binh sĩ. Họ đến dọn cỏ hoặc tỉa cây ở những khu vực trung tâm của làng. Còn đây là con đường ranh giới giữa khu vực phi quân sự mà không ai kể cả binh lính hai bên hoặc khách du lịch được phép bước qua. Những tấm áp phích và các bức tường được xây dựng rất hoành tráng ở một số nơi nhưng rất hoang vắng vì thiếu bóng người.